Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một xã thị Honda Super Cup 2022 phiên bản nâng cấp theo phong cách xe van giao hàng. Cái chiếc Honda Super Cup 110 2022 đã được thay đổi cái mặt ngoại hình nhìn nó bắt mắt hơn, đến từ một cái xưởng nâng cấp xe nổi tiếng K-Biz ở bên Thái Lan. Sau vài tuần khi ra mắt ở bên thị trường Thái Lan, cái dòng Honda Super Cup 110 2022 thời mới đã nhanh chóng nhận được một phiên bản nâng cấp đến từ K-Biz, một cái xe Ấn Độ chuyên cá nhân hóa các mẫu xe máy và các dòng mô tô có trụ sở đặt tại Bangkok, Thái Lan. Với cái tên gọi là Caro Cup, cái biến thể Super Cup 2022 nó lấy cảm hứng từ cái chiếc Nissan S-Caro của chính chủ nhân xứ độ K-Biz. S-Caro là một trong những cái dòng xe tải giao hàng nhỏ được Nissan ra mắt vào năm 1989. Trong đó cái tên của con xe khi phát âm rất giống cái từ option trong cái tiếng Pháp. Cái chiếc Super Cup 110 2022 sau khi được nâng cấp có một cái dáng vẻ rất là trẻ trung và năng động, khi mang trên mình một cái cặp bánh béo hiệu đính từ là V-Rubber. Trong khi đó cái chắn bụng phía trước được là bỏ, còn phía sau có thiết kế ngắn hơn. Cái cụm treo trước được lắp thêm cái phần chụp bảo vệ làm từ nhựa ABS. Còn hai cái chiếc phuộc nguyên bản phía sau cũng được thay mới bằng cái cụm lò xo trụ có thể được tùy chỉnh cái độ nén độ hồi. Trong khi cái phần khung gắn ở phần biển số đã được bố trí ở bên hông trái, còn cái vật ống xả mới có kích thước nó gọn gàng hơn. Cái phần đầu của chiếc xe nguyên bản đã được lò bỏ hoàn toàn, thay vào đó là cái cụm đèn chiếu sáng công nghệ bóng LED đồi nằm thấp ngay cái phần yếm trước. Cái phần đèn bóng rẻ dạng LED trước và sau cũng được bố trí trên hệ thống treo. Caro Cup có cái phần tay lái trần và trang bị cái cụm nút bấm nhỏ gọn. Cái phần dây điện đã được bố trí ẩn ở bên trong di động. Ngoài ra cái bảng đồng hồ tốc độ được thiết kế nằm ngay cái giữa cổ xe theo đúng một phong cách cổ điển. Cái phần yên đôi được thiết kế bằng yên đơn bọc da, phía sau là bạc da chở hàng cỡ nhỏ để cho chiếc Super Cup 2022 nó cùng với cái dòng lệch Nissan S-Caro tạo thành một cái cặp đôi vận chuyển độc đáo cho cái xưởng độ K-Biz. Cái phiên bản Caro Cup hôm nay không can thiệp vào khối động cơ Honda Smart Engine với một dung tích 110cc đi cùng với một hộp số tròn 4 cấp. Cái mẫu xe này có một hệ thống lọc phun xăng tử nhưng không được nhãn sức công bố cái thông số vận hành. Tại bên Thái Lan, mức giá của dòng là Honda Super Cup 110 2022 có mức giá ra gì khoảng là 47.400 bạc Thái. Nó đã đổi ra tương đương khoảng là 1.438 USD. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để chi tiết nhớ like, share, subscribe.